Anh chàng với khuôn mặt giải trí này đang thực hiện một vụ cướp ngân hàng lớn nhất nước Mỹ. Lấy tiền xong khứa này không rời đi mà còn thực hiện màn nhảy múa đầy khiêu khích trước camera. Nhưng không ai ngờ rằng anh ta cướp 17 triệu đô chỉ vì chót tin lời một cô nàng sở hữu hai quả bưởi Nam Roi. David vốn là nhân viên ngân hàng nhút nhát và vụng về, gần 40 rồi nhưng anh vẫn chưa một mảnh tình vắt vai, thành ra thằng em của anh vẫn chỉ dùng để phun nước hàng ngày. Mặc dù anh đang có một cô vợ sắp cưới, nhưng chẳng hiểu vì sao cô vẫn chưa chịu cho anh húp sò lông. Gần đây anh đang say nắng cô nàng đồng nghiệp tên Kelly, trái ngược với David, cô nàng tỏ ra rất cởi mở và phóng khoáng, làm anh nuôi hy vọng cùng cô sưởi ấm cậu em nhỏ. Sau giờ làm, hai người thường rủ nhau đi bắn súng, trong khi cô phát nào trúng phát đó thì trên bia của anh vẫn còn trinh nguyên. Để giữ lại chút thể diện, anh thực hiện pha quay súng ngầu lòi, đen đủi thế nào súng vô tình cướp cò. Kelly không ngại ngùng vạch quần ra xem đằng sau chú chim nhỏ. Đã thế lúc David rời đi, cô còn nói rằng đã nhìn thấy hết rồi, mong một ngày đẹp trời cho hai đứa em nhỏ gặp nhau. Ngày hôm sau trong giờ nghỉ, hai người đang tám chuyện thì tay sếp mò vào. Giờ nghỉ chưa sao hai cô cậu lại ngồi trong công ty tiêu tốn tiền điện, đi ra ngoài nắng mà chơi cho nó mát. Thấy gai mắt, Kelly lớn tiếng bật luôn cả ông sếp rồi xin nghỉ việc. Ngầu hơn là cô còn cởi luôn bộ đồng phục ném xuống đất để lộ ra thân hình nóng bỏng. Chính khoảnh khắc đó đã khiến cậu em của David xốn sang, anh chạy theo xin số cô để tiện liên lạc. Sau khi viết số điện thoại lên tay anh chàng ngây thơ, cô nói lời tạm biệt rồi vui vẻ bước đi. Quả nhiên với trang phục thiếu vải đáng thương, cô đã nhanh chóng có xe đón. Vài ngày sau, vì chưa có việc nên cô thường tụ tập với mấy đám bạn, trong đó có một người tên Steve không làm mà vẫn muốn có ăn. Vô tình hắn xem được trên TV tin về một vụ cướp ngân hàng, trong đầu liền nảy số muốn cướp ngân hàng cũ của Kelly. Ban đầu cô không đồng ý vì đã nghỉ việc không thể vào đó được. Với tài thao túng tâm lý, Steve cố đuổi theo và thành công thuyết phục được Kelly. Hai người lên kế hoạch nhờ đến sự giúp đỡ của David. Ngày hôm sau, Kelly hẹn David ra quán cà phê để nói chuyện. Chàng trai ngây thơ không biết gì còn mang hoa để tặng cô. Chỉ vì mải mê ngắm cặp phổi từ bi của cô mà vô tình anh để gai đâm chúng. Đã thế lại còn khờ khạo hỏi sao nó không ra sữa. Đúng là ngây thơ vô số tội mà. Cô bắt đầu nói cho anh nghe về kế hoạch cướp ngân hàng. Anh ban đầu không đồng ý vì mục đích của anh ra đây chỉ mong được ngắm hoa quả thôi. Nhưng làm sao mà cưỡng lại được khi cô nàng liên tục vuốt ve tay anh khiến anh mê mẩn. Đã thế cô lại còn mạnh bạo gọi điện nói rằng khi có tiền sẽ cùng anh cao bay xa chạy. Nghĩ đến việc cậu em của mình sắp được đi xúc than mà lòng vui như mở hội. Ngay lập tức anh lên kế hoạch luyện tập, anh đọc sách để ngâm cứu chiến lược, luyện bắn súng để chuẩn bị cho tình huống nguy cấp. Được người đẹp kèm cặp nên anh tập luyện rất hăng say, đã thế thi thoảng lại liếc trộm hai quả đào mà mình sắp được sở hữu. Chẳng bao lâu thì anh cảm giác mình đã vô đối lắm rồi. Để sớm chén quả ngọt thì phải hành động ngay thôi. Ngày hôm đó anh vẫn đi làm như bình thường, chờ đồng nghiệp về hết anh mới lái quả xe ối rời ôi quay lại. Vì là lần đầu nên còn nhiều bỡ ngỡ, lóng ngóng mãi anh mới mở được cửa. Nhưng vào bên trong thì mọi sợ hãi đã chạy mất tiêu, tiền nhiều thế này thì nuôi Ngọc Trinh cả đời cũng không hết. Anh vui mừng vội mang số tiền ra xe ô tô của mình. Ban đầu anh xếp tiền rất ngay ngắn, nhưng cứ thế này thì đến đời con cháu xếp cũng chẳng xong. Thế là anh ném thành đống lộn xộn trên xe. Số tiền quá nhiều, một mình anh không thể nhanh hơn được. Kelly ở ngoài sốt ruột gọi điện thúc giục, nhanh cái tay lên không hai bình sữa nó thiêu. Đúng lúc này tên đồng nghiệp quay lại công ty vừa hay nhìn thấy David đang xếp tiền. Thôi thế là toang còn đâu giấc mơ ướt át cùng hai quả bưởi Nam Roi. Thế nhưng tay đồng nghiệp này còn hài hước hơn. Anh trách David sao lại tăng ca một mình. Nay anh làm rồi thì ngày mai sẽ đến lượt tôi. Đúng là hú hồn chim én mà. David sau đó lại chất đô la lên xe. Sau một hồi vật vã thì anh cũng chuyển được hết tiền trong kho. Để xóa dấu vết phạm tội, anh cẩn thận dùng cây lau nhà phá hết camera an ninh. Sau đó lấy đi những cuốn băng ghi hình giám sát. Nhưng anh lại quên mất một cái không lấy. Cuối cùng thì cũng đã xong. Anh tung tăng nhảy múa mừng cho cậu em sắp thoát khỏi cảnh FA. Vô tình những hành động này đã bị camera ghi lại. Đến lúc đóng cửa xe thì mặt David đần ra vì số tiền trong xe quá nhiều khiến cánh cửa không đóng được. Hết cách, anh đành phải chui vào xe sắp xếp lại. Kết quả cửa xe đột nhiên đóng lại, vô tình nhốt anh ở bên trong. Nhanh trí anh chui qua lỗ thoát lên phía trước. Thế nhưng cặp mông tội lỗi lại không tài nào lọt qua. Trong cái khó ló cái khôn, anh lấy cuộn băng dính rồi quấn những cọc tiền thành một cái gậy, rồi lấy nó ấn mạnh vào chân ga. Nhờ vậy mà chiếc xe lao thẳng vào bức tường thoát ra ngoài. Kelly và đồng bọn nhanh chóng có mặt đón David. Khi nhìn thấy số tiền thì ai nấy đều mắt chữ O mồm chữ A. Để đảm bảo an toàn, Kelly làm cho David một chiếc chứng minh thư giả. Cô bảo anh trước mắt sang Mexico trốn tạm thời, đợi mọi chuyện ổn thỏa cô sẽ mang theo cánh bướm ngây thơ này đến chơi cùng anh. Cô còn cẩn thận nhét đầy đô la vào chiếc quần lót xấu số. Ở trong xe, cô đội cho anh một bộ tóc trả góp, sau đó tạm ứng cho anh một nụ hôn trước khi chia tay. Đi qua trạm soát vé, David có phần hơi lo lắng. Bảo vệ nhìn thấy khuôn mặt không rõ giới tính của anh mà muốn chọc đuôi hai con mắt.
thế là đành miễn cưỡng đuổi anh đi cho nhanh. Cứ thế David ung dung ngồi ăn bánh thuận lợi đến Mexico. Phía khác Steve đang thảnh thơi đếm tiền, tổng số tiền lên đến 17 triệu đô khiến hai vợ chồng sung sướng ôm nhau cười không nhặt được miệng. Cùng lúc hắn cũng phát hiện ra tin tức về David, thì ra cảnh sát cũng đang bắt đầu điều tra. Thế nhưng David ngây thơ của chúng ta vẫn không hề hay biết, anh vẫn hồn nhiên tận hưởng cuộc sống xa hoa, sáng sáng anh ra biển chơi đùa với mấy chú lươn. Chiều nhàn rỗi thì lượn phố như cao bồi nước Mỹ, sau một hồi ăn uống buông thả anh đã bị tiêu chảy, chỉ vì chưa kịp khóa van mà anh sản xuất ngay tại bể bơi. Về phòng anh lại nhớ tới người đẹp, anh gọi điện cho Kelly nói rằng đã thuê được khách sạn 5 sao. Bên ngoài dừa rất nhiều nhưng nó cứng anh không thích, khi nào thì cô có thể mang hai trái dừa mềm đến gặp anh. Kelly miễn cưỡng nói mọi việc vẫn chưa giải quyết xong, bảo anh cố chờ thêm một thời gian nữa, thế là thanh niên ngốc nghếch cứ thế tin lời hai bình sữa di động. Nhưng anh đâu biết rằng Steve đang muốn ôm trọn số tiền, thậm chí hắn còn cung cấp địa chỉ của anh cho cảnh sát. Rất nhanh sau đó cảnh sát đã đến mang theo lệnh truy nã để bắt David. Ba người cứ thế đạp cửa phòng xông vào nhưng bên trong lại chẳng có ai. May mắn David đang xuống lầu mua nước nên mới không bị xích cổ. Nhìn thấy lệnh truy nã của mình tại quầy lễ tân làm anh hoảng hồn, ngay lập tức anh quay đầu bỏ chạy. Đúng lúc đó ba nhân viên cảnh sát cũng phát hiện. Một tay cưỡi con xích thố chiến đuổi theo, anh may mắn thoát lên chiếc cano phóng đi, tay cảnh sát vì nóng lòng lập công mà lao cả người và xe xuống nước. Sau khi hóa trang chẳng khác gì phiên bản cũ, anh liền gọi cho Kelly nói rằng cảnh sát đang dí theo mình. Mà tiền thì mấy ngày ăn chơi phè phỡn đã hết, nào ngờ anh lại thấy trong ví có danh thiếp của Steve. Anh không để ý mà đọc to tên đó lên, khiến hắn ở đầu dây bên kia sợ vãi cả ra quần. Mặc dù hắn là đồng bọn nhưng chưa hề để lộ tên thật với anh. Mọi chuyện giờ đã bị bại lộ, không còn cách nào khác hắn tìm đến một sát thủ chuyên nghiệp để thủ tiêu anh. Có tiền là làm, tên sát thủ ngay lập tức đến Mexico, nhìn thấy David đang vui vẻ trượt ba tanh hắn liền rút ra khẩu súng thời ông cố nội để lại nhắm thẳng vào mục tiêu. Đúng lúc bóp cò thì cây súng bật chế độ tự hủy, khiến mặt mũi hắn đen xì ba má nhìn không ra. Tên sát thủ liền đứng dậy đi về phía David, nhưng hắn không giết anh ngay mà bảo anh hãy chạy đi, đơn giản hắn muốn tận hưởng cảm giác truy đuổi trước khi kết liễu con mồi. Thế là David vội vã bám vào một chiếc xe tải chạy trốn, đi chưa được bao xa thì chiếc xe bất ngờ dừng lại. Tên sát thủ liền phóng cây giáo về phía David, anh may mắn né được làm cây giáo lao thẳng vào trong xe, bác tài hoảng hồn đạp mạnh chân ga, làm chiếc xe lao vun vút trên đường, David vì thế mà đụng loạn xạ vào các sập hàng ven đường, may mắn cuối cùng anh cũng chạy thoát. Sau đó anh một lần nữa gọi điện cho Kelly, bảo cô nhanh chóng tới đây cứu mình. Trước tình hình này cô cũng đành phải nói thật, mọi chuyện đều do tên Steve sắp đặt. Hắn muốn húp hết 17 triệu đô một mình và việc cô hứa cho anh ăn hàu sống cũng đều là giả. Sau khi biết mọi chuyện anh thấy bản thân mình thật ngu ngốc, đêm hôm đó anh thất thểu lang thang giữa phố Trần Duy Hưng. Đang ăn dưa hấu giải rượu thì bất ngờ tên sát thủ dùng vung nồi đập anh ngất xỉu. Trong lúc hắn đang tháo bồn cầu ra thì anh bất ngờ tỉnh dậy. Hắn định thủ tiêu anh xong thì sẽ phi tang xuống bồn cầu, để sống sót anh hứa sẽ trả tiền cho hắn. Nhưng trong túi chỉ có 48 đô thì ai mà tin cho được. Vô tình hắn cầm chứng minh thư của anh lên xem. Thật bất ngờ là tên và ngày tháng năm sinh của anh lại giống hắn như đúc, thì ra anh chính là đứa em thất lạc của hắn lâu nay. Hắn nức nở khóc như một đứa trẻ, vì bao năm nay cuối cùng cũng tìm được em trai. Tên sát thủ ngày nào nay lại quá là dễ thương, hai anh em cùng nhau nô đùa mừng ngày đoàn tụ. Trước lúc rời đi hắn còn để lại cho anh một cọc tiền và lén thơm anh một cái, đúng là tình anh em máu mủ. Lần này anh quyết định chơi xanh chín với Steve, anh gọi điện cho hắn uy hiếp phải chuyển 6 triệu đô cho anh. Trong phút bối rối hắn vội vàng đồng ý. Thế là David ngây thơ một lần nữa tin lời tên lừa đảo, anh vội vã ra ngân hàng rút tiền, nào ngờ chờ đến dài cổ mà trong tài khoản cũng không có lấy một đồng. Tức giận anh lại một lần nữa gọi điện cho hắn ta, nhưng lần này hắn đã bắt cóc Kelly để uy hiếp, hắn bắt anh phải tìm một hòn đảo châu Phi ra đó sống, nếu không hắn sẽ thủ tiêu Kelly. Để cứu người đẹp anh đành phải ra sân bay mua vé, vô tình thế nào lại gặp được anh trai ở đó. Lần này người hắn giết lại chính là Kelly, David thấy thế thì ra sức ngăn cản. Anh nói trồng cây sắp đến ngày chén quả rồi nên không thể giết cô ta. Đương nhiên tên sát thủ vui vẻ đồng ý, còn gợi ý đổi vé cho anh để anh về Mỹ cứu Kelly. Đúng lúc này ba tên cảnh sát đến khống chế David, thấy người anh ra ám hiệu David liền hiểu ý. Lợi dụng sơ hở anh đấm vỡ hai viên bi ve của một tên, số còn lại cũng nhanh chóng bị hạ. Nhờ vậy mà anh mới có thể thuận lợi quay về Mỹ. Về đến nhà anh phát hiện ra Steve đã dùng tiền của mình mua nhà lầu xe sang, ăn sung mặc sướng như ông hoàng. Ngay lập tức anh lẻn vào nhà hắn điều tra, phát hiện được vị trí số tiền cất giữ. Nhân cơ hội nhà hắn hôm nay mở tiệc, anh cải trang thành nhân viên phục vụ, thành công khống chế tên giữ cửa phòng Kelly. Kelly nghe thấy tiếng David liền chạy ra,
Nào ngờ cú đấm phá cửa của anh quá đà tông thẳng vào bụng, may mà chúng ở trên chứ nếu dưới rốn 20 phân thì lại mất đồ chơi rồi. Sau khi cứu được người đẹp, anh hiên ngang đứng chĩa súng vào Steve uy hiếp hắn đầu hàng, ai ngờ khẩu súng cướp cò làm các thượng khách hoảng loạn. Anh nhanh chóng đưa người đẹp xuống gara ô tô, sau đó cũng luôn chiếc siêu xe của hắn. Chưa hết, Kelly còn dùng bom xăng làm nổ những chiếc xe còn lại. Steve lúc này tỏ ra rất cay cú đuổi theo, còn David thì hả hê đạp mạnh chân ga. Được đà lấy le với người đẹp, anh định lao xe tông thẳng vào cửa sắt, ai ngờ xe thì bốc khói mà cổng thì vẫn y nguyên. Steve đuổi đến nơi liền túm tóc David ném vào chiếc xe gần đó, anh ngẩng đầu lên thì thấy trong xe toàn là đặc vụ. Hóa ra bọn họ sớm đã hoài nghi sự giàu có bất ngờ của Steve nên mới nằm ở đây theo dõi. Ông bà phù hộ tự nhiên David thông minh đột xuất, anh dụ cho Steve nói ra toàn bộ sự thật. Tưởng mình cửa trên, hắn tự tin thừa nhận mình là chủ mưu mà đâu biết rằng những điều này đã bị FBI ghi lại. Rất nhanh tất cả được giải lên đồn để xử lý, vì là chủ mưu nên hắn nhận án bóc lịch không hồi kết, còn David vì có công nên anh nhận mức án 7 năm. Sau tất cả, Kelly cũng nhận ra tình cảm thật của anh, cô hứa hẹn rằng sẽ cố giữ cho chiếc lò ngoan ngoãn chờ ngày anh ra. Sau đó David được đưa đến trại giam, nơi này toàn giam giữ những tên trộm khét tiếng, tưởng rằng phe này sẽ toang, ai ngờ tất cả tù nhân đều vỗ tay tán thưởng anh. Vì anh đã thực hiện một vụ trộm vĩ đại nhất mà tất cả tù nhân ở đây chưa ai làm được. Phía bên kia các đặc vụ mặc dù đã lục tìm từng ngõ ngách nhưng mới chỉ thu về được 15 triệu đô, vậy 2 triệu đô còn lại đang ở đâu? Hóa ra lúc lẻn vào tầng hầm, David đã bí mật đẩy một thùng tiền xuống sông, điều này thì thần không biết quỷ không hay. Cuối cùng anh cũng được trả tự do sau 7 năm bóc lịch, tên sát thủ đứng đợi anh trước trại giam với kiểu tóc y hệt em trai. Sau đó hai người nhanh chóng đi đón người đẹp Kelly để chính thức thực hiện giấc mơ ướt át. Bộ phim đến đây là hết, hẹn gặp lại các bạn ở các bộ phim tiếp theo.